Bảo mẫu nhà Đoàn Di Băng có thai sau hơn 2 tuần đám cưới, tin đồn qua lại với ông chủ bị đào lại. Chỉ sau 2 tuần diễn ra đám cưới tiền tỷ, Đoàn Di Băng mới đây bất ngờ thông báo bảo mẫu Thiên Kim đã mang thai con đầu lòng. Cả gia đình đều cảm thấy hạnh phúc vì điều này. Trước đó vào đầu tháng 7, Thiên Kim tổ chức hôn lễ với ông xã Quốc Bảo. Cặp đôi có 12 năm yêu nhau trước khi tiến đến hôn nhân. Vì là bảo mẫu Kim, nhân viên thân thiết của gia đình Đoàn Di Băng nên Thiên Kim được hỗ trợ tổ chức đám cưới sang trọng và xa xỉ. Cặp đôi cũng kinh doanh ô tô tại Đồng Nai và Thành phố Hồ Chí Minh, quản lý một khách sạn. Riêng chi phí trang trí cho tiệc cưới đã ngốn hết khoảng 2 tỷ đồng. Váy cưới của cô dâu Thiên Kim đến từ thương hiệu nổi tiếng, có giá lên đến hàng trăm triệu đồng. Trong ngày đưa bảo mẫu về nhà chồng, Đoàn Di Băng cũng tặng những món quà trị giá như 200 triệu đồng tiền mặt, chuyến du lịch Hồng Kông 100 triệu đồng. Vợ chồng Đoàn Di Băng cũng giao một căn biệt thự cho vợ chồng Thiên Kim ở và chăm sóc vì không có nhu cầu sử dụng. Đoàn Di Băng cho biết cô yêu quý Thiên Kim như người thân vì bảo mẫu này từng xả thân bảo vệ các con và gia đình của mình trong một vụ việc biệt thự riêng bị trộm đột nhập. Chính vì vậy, Đoàn Di Băng tin tưởng tuyệt đối và yêu thương Thiên Kim như người thân ruột thịt trong nhà. Đoàn Di Băng từ lâu nay vốn được biết đến là nữ đại gia có tâm có tầm nhất nhì showbiz, khi luôn chăm lo đời sống nhân viên một cách chu đáo nhất, vậy nên mức lương mà cô trả cho các bảo mẫu của gia đình là hoàn tương xứng. Nữ nghệ sĩ có 3 cô con gái nhỏ nên đã thuê hẳn 3 bảo mẫu riêng cho từng bé, Hana, Yuki và Bing Bing. Theo như Đoàn Di Băng từng tiết lộ, mức lương của một trong 3 bà vú đã lên đến mức 120 triệu đồng. Riêng Thiên Kim, cô là bảo mẫu sở hữu mức lương cao nhất. Đoàn Di Băng cho hay bà vú này được trả lương cao hơn nhiều lần so với các bà vú khác do giỏi tiếng Anh, có thể kèm các bé học và hiểu biết trong việc phân tích tâm lý trẻ nhỏ. Không chỉ xinh đẹp trẻ trung, Thiên Kim còn có kinh nghiệm 5 năm làm việc. Bên cạnh đó, Thiên Kim còn giúp rất nhiều cho Đoàn Di Băng trong công việc kinh doanh. Trước đó, bảo mẫu này cũng từng vướng tin đồn qua lại với ông chủ khiến nữ đại gia quận 7 phải lên tiếng phân trần. Cụ thể, cô bảo mẫu Thiên Kim từng vướng tin đồn đã sinh quý tử cho doanh nhân Quốc Vũ. Sự việc này bị giấu kín thời gian dài đến nay, khi Đoàn Di Băng ráo riết chuẩn bị đám cưới cho bảo mẫu mới được phanh phui. Trước thông tin chấn động này, nữ đại gia ngay lập tức có bài đăng bày tỏ cảm xúc trên trang cá nhân. Di Băng viết, Băng hỏi thật những người dựng nên thông tin này là các bạn thèm khát view đến vậy sao? Nếu Kim là con gái bạn thì bạn nghĩ sao khi con mình còn vài tháng nữa lấy chồng mà bị đồn như vậy, sống nổi với nhà chồng không? Cái gì cũng có giới hạn của nó và các bạn đã đi quá giới hạn rồi. Tội bôi nhọ danh dự người khác không chỉ là xin lỗi xong đâu nhé. Động thái của Đoàn Di Băng ngầm khẳng định thông tin chồng có con riêng với bảo mẫu là sai sự thật. Đồng thời phần bình luận cô cũng ẩn ý sẽ có động thái cứng rắn khi nhờ pháp luật can thiệp nếu sự việc bị đẩy đi xa hơn. Trước khi đó, ông xã Đoàn Di Băng bộc bạch từ trước tới nay anh chưa bao giờ nghĩ sẽ làm chuyện gì sai trái và luôn nhắc nhở bản thân phải cư xử mẫu mực, làm tấm gương cho các con. Anh sợ là làm cho con mất niềm tin vào ba nó. Rồi thì sao? Tụi em là ai? Tụi em có ba mẹ để dạy dỗ được không? Sao tụi em lại chuyện động trời như vậy? Ba tụi nó cặp bồ rồi ba tụi nó dắt bồ về hành hung tụi nó. Rồi đến hôm nay là ba tụi nó có con riêng với bà vú, người tụi nó yêu thương. Anh hiền lắm nhưng đã làm con anh tổn thương thì mình vào việc vậy, đại gia Nguyễn Phúc Vũ viết. Đoàn Di Băng cũng tiết lộ thêm một chuyện về vú em. Cô nói do Thiên Kim gần đây đi khám mới phát hiện khó có con, phải cưới gấp để thụ tinh ống nghiệm cho kịp vì còn rất ít trứng. Đích thân Đoàn Di Băng đã phải nhắn tin nhờ bác sĩ Thịnh can thiệp giúp. Đường con đã khó mà tụi nó đem đúng vấn đề này ra dựng chuyện, đại gia quận 7 viết.